Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý phương án phân luồng rác thải tạm thời trên địa bàn của Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng, rác thải trong nội thành cơ bản đã được vận chuyển đảm bảo vệ sinh môi trường. Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày 17 tháng 7, trên các tuyến phố của thủ đô, hiện tượng ùn ứ rác thải đã giảm hẳn so với những ngày vừa qua. Hiện tại ùn ứ rác nhà dân thì là không còn, vì xe chở rác là như bọn chú là nó thuộc về 2 ca. Ca ngày lại một xe chở và ca đêm lại một xe chở. Rác thải là trong vòng 2 ngày đây là chở gọi là thông thoáng rồi, gọi là không như những ngày trước ùn ứ lên nữa. Mà giờ là cũng sạch sẽ rồi. Bây giờ tại nhà khu ở chúng tôi này là không có ùn ứ mà không có gọi là thông thoáng rồi, không có như mấy ngày hôm trước. Tuy nhiên, ở những khu vực tập trung đông dân cư vẫn còn những điểm chân rác tự phát chưa được thu gom vận chuyển đi nơi khác, gây mất mỹ quan đô thị và mất vệ sinh môi trường. Trước đó, tối ngày 12 tháng 7, người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ chặn xe ra vào khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Việc bãi rác Nam Sơn bị chặn nhiều ngày đã gây ùn tắc rác sinh hoạt ở nội đô